Hello quý vị anh chị đã trở lại với kênh channel của mình. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải nhanh câu sa hình câu 79 và câu 80 trong 114 câu sa hình. Các bạn nhớ nhá, mẹo này rất hay. Đối với những loại như thế này, câu hỏi như thế này, các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông thì các bạn chỉ cần nhớ một quy tắc là gì? Gian đèn phía trên có mũi tên, đỏ phía dưới thì chúng ta loại đáp án cho con. Tuy nhiên ở đây đáp án 3, đáp án 4 đã được loại, vậy chỉ còn đáp án 1 và đáp án 2. Tuy nhiên không có mẹo nữa nên chúng ta sẽ làm thực tế. Ở đây chúng ta xét thấy là xe tải, xe con chúng ta đều vi phạm về tín hiệu đèn. Còn xe khách và xe mô tô thì chấp hành đúng về làn đường như tín hiệu. Ok, chúng ta chọn nhanh đáp án 2 là hoàn toàn chính xác. Câu này phải suy luận một chút. Tiếp theo câu 80 tôi chỉ cho các bạn luôn hai mẹo rất hay. Đối với những như thế này, trong hình dưới đây, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông thì các bạn có thể làm theo hiểu biết. Tuy nhiên thì mẹo 1 này, mẹo 1 là gì? Các bạn nhìn thấy xe xe không? Cứ lấy cái xe đi cuối cùng, nó là 4 bánh thì trừ đi 1 thì ra đáp án là 3, đúng không? Đáp án sẽ là đáp án 3, chúng ta chọn hoàn toàn chính xác. Ok, chúc các bạn thành công.